Xin kính chào quý vị và các bạn. Tháng 11 là tháng giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, người công giáo rất quan tâm đến những ai đã ra đi, mong rằng người thân có cố của mình được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu. Đây là một ước muốn rất đẹp, rất tình người. Theo Thánh Kinh, ông Giuđa Maccabê là người đầu tiên đã quyên tiền gửi về Thánh Đô để xin dâng lễ cầu nguyện trong khi người đã chết. Người công giáo cũng được mời gọi thực hiện những điều thiết thực, ví dụ như xin lễ, đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức để an ủi những người đã ra đi mà còn đang vướng mắc một vài trở ngại nào đó, khiến họ chưa hoàn toàn chia sẻ vinh quang và hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Maccabê. Việc cầu nguyện cho những người đã qua đời có nguồn gốc từ cựu ước. Ông Giuđa quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến những phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Trích sách Maccabê quyển thứ 2 chương 12 từ câu 43 đến câu 46. Vậy, giáo hội từ những thế kỷ đầu cũng đã có cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thánh Augustino vào thế kỷ thứ 4 đã nói: nếu chúng ta không lưu tâm đến những người chết thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ. Các dòng tu cũng đặc biệt quan tâm đến việc này. Thánh Odilo, tu viện trưởng dòng Cluny, vào giữa thế kỷ thứ 11 đã có sáng kiến cho dòng của ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày 2 tháng 11, ngay sau lễ các thánh. Sáng kiến này đã được giáo hội đưa vào lịch phục vụ Roma. Cộng đồng Chidentino năm 1545 đến năm 1563 nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện của người sống có thể rút bớt thời gian thanh luyện của linh hồn người chết. Cộng đồng Vaticano thứ hai cũng dạy: giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh. Về sự bầu cử của các linh hồn, cộng đồng còn dạy: khi được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha. Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái, vừa là một bổn phận hiếu thảo phải đền đáp, đã thực hiện sự củng cố giáo hội thêm vững bền trong sự thánh thiện. Ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời liên quan đến niềm tin về địa ngục và các thánh thông công. Là chỉ mưu lợi ích cho các linh hồn đã qua đời thôi sao? Đã không ít lần người tín hữu dương thế có suy nghĩ như thế. Không, và không hẳn là như thế. Không những chỉ các linh hồn nơi địa tội, những linh hồn mà trong đó có thể là những anh chị em thân bằng quyến thuộc của chúng ta được hưởng công phúc, mà cả chính chúng ta nữa. Hay nói cách khác, công đức mà chúng ta được hưởng còn lớn hơn nhiều những gì chúng ta bỏ ra cầu nguyện cho linh hồn nơi luyện ngục. Khi cầu nguyện cho các ngài để sớm hưởng nhan Thánh Chúa, các linh hồn sẽ không bao giờ quên ơn. Trong kinh Tin Kính các tông đồ, người Kitô hữu đọc: tôi tin có hội thánh thằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Ý nghĩa câu này gồm hai phần: hội thánh ở khắp thế này đề cập đến giáo hội giữa trần thế, vừa nói đến tình trạng lữ hành hiện nay của chúng ta sống giữa đời, vừa nhắc đến đại gia đình Kitô hữu phải hiệp thông đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ các con cái của cùng một Chúa. Các thánh thông công nêu lên sự hiệp nhất giữa ba giáo hội.
giáo hội lữ hành với các thánh trên trời, và các kẻ đã qua đời đang phải tạm thời, phải thanh luyện, trong khi chờ đợi Chúa sẽ đến trong quyền uy với các thiên thần, và trong khi chờ đợi mọi sự quy phục Ngài sau khi sự chết bị phá hủy. Một số môn đệ của Chúa tiếp tục cuộc lữ hành trên trái đất này. Một số khác đang ở trong vinh quang, được chiêm ngưỡng Thiên Chúa độc nhất mà Ba ngôi, trong ánh sáng huy hoàng. Một số khác sau khi qua đời còn bị thanh luyện. Giờ đây,